Bây giờ nha, mình hát Gary Vào mà. Gary Vào này là bá phát luôn. Sao? Lại đây hôn anh à, à, lại đây. Cái tính cái đuôi nó vẫn có à, các bạn thấy cái đuôi nó vẫn có, nhưng mà cái tính khào mà à, tính khào với cổ nó vẫn có. Đó, cái vãi cả River. Đó mới vãi cả River. À, các bạn thấy không? Thì bây giờ các bạn thấy cái đuôi này, các bạn nói là cái đuôi này dài quá à, cái này các bạn thấy cái đuôi dài quá không? Nhưng mà khi các bạn vô lời hát cái tự nhiên cái đuôi nó sẽ mất nè. À, à, lên lên nhạc nè. À, để vô nè. Lại đây bên anh, em ơi trước khi xa anh, đêm nay lại gần bên anh. À, bạn thấy không? Nghe cái này các bạn thấy cái đuôi nó dài, nhưng khi vô nhà cái là nó thấy là rất là ok. À, thậm chí nếu các bạn mà muốn ấy hơn chút, mà ca sĩ mà pro hơn thì các bạn có thể bớt mà xuống một xíu xíu. Đó, nhưng mà ca sĩ mà không pro thì các bạn phải đưa lên chút. À, đưa lên à. Bên đây tôi chơi còn ngần mê say, lại gần với anh, lại đây bên anh. À, à, gạch vật này nó bá đạo là như vậy đó các bạn. À, nghĩa là nó cái đuôi nó dài, hát vẫn cảm thấy dễ chịu, nhưng cái tiếng khảo của cổ nó ra, nó ra, cái đó mới là khó, khó làm. Đương nhiên các bạn muốn có cái vợt mà ngắn hơn, chúng tôi vẫn có cái vợt ngắn hơn một chút xíu ở đây, chẳng hạn như cái warm hole này chẳng hạn. Đó, cái đuôi nó ngắn hơn à, sao? Đó, các bạn thấy không? Đó, cái đuôi nó ngắn hơn, chẳng hạn như ca sĩ pro hơn chút xíu, chỉ cần xịt một cái tí để dạy là ok rồi. Nhưng ca sĩ mà cần cái đuôi xịt dài một chút, lên đến số 6. À, số 6 nè, kênh short hole nè. À, kênh short hole là hết sảy rồi các bạn. Đó. Nhưng hôm nay chúng ta không bàn đến cái chuyện effect cho ca sĩ, mà chúng ta đang bàn đến cái chuyện effect cho những người đi hát karaoke, hay những người mà có giọng ca cực kỳ dở giống như tôi đây, mà các bạn đang comment là vãi cả hát nữa. Đó, đây là effect dành cho những người mà giống như tôi. Đây là cái echo số 18 tôi cũng rất là thích. Đó là cái ping pong echo. Đây, ping pong nó chạy qua chạy lại. Đấy, thấy không? Chạy qua chạy lại, chạy lại. Ai đó, sáu rồi. Đó, bạn thấy không? Em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta, từng ngày qua bao đắm đuối, hãy cười như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui, hãy chơi ôn nên lần cuối đêm này rồi thôi. Đó, các bạn thấy không, cái cô này nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Thật ra cái cô chạy qua chạy lại như vậy á, khi mà người ta hát bình thường á, mà ca sĩ hát á, họ không có thích. Nhưng mà với các karaoke, các người mà những ai mà hát karaoke thì họ rất thích cái tiếng echo nó giống như thế này. À, chạy xe từ Sài Gòn ra đến Hà Nội dòng về mà echo vẫn chưa hết. À, đương nhiên với cái dân pro của chúng tôi à, thì không bao giờ canh echo về cho ca sĩ hát. Như vậy người ta chửi mình chết. À, gì đâu mà để echo nhầm ghê dữ vậy, sao mà hát được. À, mà hôm nay tôi đã nói với các bạn rồi, nếu mà ca sĩ thì chúng ta chỉ để cái vợt này thôi, chẳng hạn như vậy sao. Đó, như vợt như vậy thôi, đủ một chích một, xịt một cái như vậy là coi như là về. Nghe thì rất là vô lý, nhưng mà cuối cùng là có bầu, đó là cái vợt này. Hoặc là các bạn có thể một cái vợt ít hơn tí xíu nữa. À, các chỉ cần xịt một cái nhẹ như vậy là được. Ok, cái này là ca sĩ nè. Hoặc là những ai mà hát lâu quá rồi, à, người ta cần hát reverb, à, thì như vậy. À,
Thì cái này là cái echo nè, cái echo cộng với reverb nè, ở đây nè, 6, 7, đó như vậy. Đó, rồi cái này là cái echo đây nè, 6, 7, đó một cái echo như vậy. Đó là nó như vậy. Đây hoặc là cái 18 này là cái ping pong echo nè, 6, 7, anh thấy không? Đó, 6, 7, cái này như vậy. Đó. Các bạn phải nhớ rằng là tôi vô đây, tôi hát để tôi thử cái sound của cái effect. Mà khi mà muốn thử sound của effect mà muốn thử được thì các bạn phải cầm cái micro lên và hát một đoạn thử với nhạc thì các bạn mới biết được là cái effect đó nó có hay không. Bởi vì nếu mà các bạn không thử hát chung với nhạc, nếu các bạn nói không, chẳng hạn như tôi nói cái vợt đây nằm mà, nghe cái vợt như thế này, các bạn thấy cái đuôi nó dài đúng không? Các bạn sẽ chỉnh, có cái xu hướng chỉnh ít lại tí xíu như vậy. Như vậy là các bạn thấy ok rồi. Chút xíu như vậy là thấy ok rồi. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ như vậy, khi mà các bạn đưa nhạc lên một cái là lập tức cái vợt nó khô đèn đét, mất ngay lập tức. Và lúc đó các bạn đừng có, ca sĩ đừng nhìn họ lên, họ sẽ khát và họ sẽ cảm thấy rằng là sao tiếng vợt khô quá. Lúc đó các bạn vội vàng đưa lên nó như thế này. Đưa như thế này. Nghe thấy hoang hoang không? Nghe thấy gớm không? Gớm không? Đấy, anh cố ý làm như vậy cho mọi người thấy cái dở khi họ làm âm thanh. Mà không họ không chịu theo. Nghe thấy gớm vậy. Nghe như giọng như vậy. Các bạn đừng nói là các bạn không chỉnh âm thanh như vậy. Tôi nói thiệt với các bạn, tôi đi ăn đám cưới thì 10 người làm âm thanh, thì tôi nói thiệt với các bạn, 12 người làm giống như vậy. Tiếng hát oang oang giống như vậy luôn. Đó, nên chính vì vậy nên thành ra mình mới cần phải cầm cái micro lên và hát một đoạn với nhạc để mình thử xem coi nó như thế nào là vừa để mình chỉnh. Còn bây giờ nếu các bạn, và tôi thấy buồn cười nhất là vậy, mấy ông nội mà chỉnh âm thanh cứ hello, cho tiếng bass nó thật là xuống hello, sáu vậy là chấm hết, mà không hát một đoạn, không chịu thử effect, tiếng nó hồi lên là như vậy luôn à. Đó, thấy không? Đó là như vậy, ok chưa? Đó, thì cái này, cái vợt là nó như thế này. Đó, cái đó là cái bí quyết để chỉnh effect. Mà khi mà chúng ta chỉnh live, các bạn không có điều kiện chỉnh giống như là trong phòng studio đâu các bạn. Có nghĩa lúc đó các bạn về thế này, về thế kia, các bạn không có điều kiện để chỉnh như vậy. Mà các bạn chỉnh live là các bạn phải sửa soạn trước. Chúng ta phải cầm micro lên và chúng ta phải hát thử. Vậy thì trong cái bàn mixer này, mục đích của cái bàn mixer này hôm nay là dành cho giới karaoke, đúng không? Như tôi đã giới thiệu là chiều nay chúng ta sẽ làm karaoke. Karaoke thì cái mixer này dành cho karaoke là cực kỳ là đê tiện luôn, đê lợi luôn. Hai cái mic ở đây, ông một cái, bà một cái, hai cái mic ở đây. Đó, hai cái mic ở đây. Và các bạn thấy đây, chẳng hạn như echo đây ha. Đó, echo ở đây lên nha. Và không muốn echo, tắt đây luôn. Nhấn đây tắt. Không phải vặn nút ốc yết kia trên nó khốn khổ ha. Đó, có echo, nhấn vô. Khi mình set up, mình set up cho khách. Mình set up về xong cái, ví dụ khách kêu, ê, ta sao ta không có echo. Chị nhấn vô cái nút giùm em. Có echo chưa chị? Có rồi. Và tha hồ vang luôn. Vang luôn, tha hồ vang luôn. Đó chính là cái sự tiện lợi của một cái bàn nó như thế này. Đó, người ta thiết kế là người ta đã tính đến cái chuyện mà để cho các bạn đi làm và nó như vậy ha. Rồi, một ông một cái mic, bà một cái mic. Rồi sao nữa các bạn? Các bạn có một cái đường line ở đây, đường 34 này, đường line nè. Để cho iPad, hoặc là đường line 56 để cho iPad là jack Bali. Đó, các bạn cắm jack Bali vô đây, stereo nè các bạn, cắm vô đây. Và cắm vô cái iPad để thử ha. Và đằng sau có đường USB nữa các bạn. Đó, các bạn cắm đường USB vô để cho máy tính, để phát hoặc là để thâu nha. Nhưng tất cả các mixer, tất cả những cái chức năng này, hầu hết mixer nào cũng có như vậy hết. Vậy thì tại sao chiều nay
tôi lại mang cái Pro Effect V3 này lên để giới thiệu cho các bạn. Là bởi vì một cái mixer bé bé như thế này với giá chỉ có 4 triệu mà các bạn có một cái effect như thế này. Hey, 6, 7. Hello, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Echo như thế này. À, dài. À, dài như thế. À, rất là khó. Không có. À, đó, hoặc là cái echo như thế này, kiểu giống như thế này. Hey, sao? Hello, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Hello, 1, 2, 6, 7. Là rất là khó kiếm đó các bạn. Đương nhiên một cái bàn hay mà kiếm một cô như vậy là rất là khó. Rồi chẳng hạn như một cái echo cộng với vợt như thế này. Đó. Hey, sao? Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Cái này nó chỉ một chút thôi rồi. Nhưng mà người nào mà hát mà chuẩn rồi đấy thì chỉ cần cái effect cộng cái vừa cái vợt cộng với cái echo mà ít ít như thế này là số giác. Ok chưa? Đó. Đó rồi. Kế nữa là khi mà họ đã lên đến một cái level sắp sửa dứt chùm rồi đó các bạn, thì các bạn đưa xuống cái effect số này, console hone à, 6. Ê, 6, 7. Cái vợt nó vừa đủ dài nhưng mà cái tiếng cà, cái ra cái tiếng cổ nó vẫn có. Còn khi các bạn ở echo nè, khi cái tiếng cổ các bạn sẽ rất là khó nghe tiếng cổ. À, rất là khó nghe tiếng cổ. À, và khi lên cái vợt cái nghe nó khác này. Ê, 2, 6, 7. Đây cái tiếng khào khào ra nó khác. Vợt như thế này nó mới khó kiếm. À, echo như thế này nó mới khó kiếm. Nghĩa là nó vừa có cái vợt dành cho ca sĩ mà nó cũng có echo dành cho những người hát karaoke. Và như thế, dài như thế, dài dằng dặc như thế thì các bạn nó mới thấy là ok. À, và hay hơn nữa thì các bạn xuống cái wormhole này, số 5 ở đây. Đó, thì nó sẽ hay hơn. Ê, sao? Không phải, nó ngắn hơn. À, nó chỉ có xịt một cái là ok thôi. Và tiếng vợt này nó khá là dày. Nó làm cho cái tiếng ca của mình nó không có bị mỏng. À, mà nó dày như thế. Đó là cái wormhole ở đây. Đó, bạn thấy không? Đó, cái vợt như vậy. Và cái echo như vậy. Thì tôi mới nói là với cái mixer như vậy. Và đây các bạn thấy không? Tắt rồi. Mở effect nè. Ngay tức thì luôn nè. À, tắt mở effect ngay tức thì nè. Hay là ngay từng kênh nè. À, đó, tăng giảm một nút ngay đây. Cái design, cái thiết kế của cái mixer này là nhằm cho những bạn đi show mà không phải là dân âm thanh professional, âm thanh chuyên nghiệp. Hai lô chỉnh treble bass dễ dàng, gain và như vậy. Và effect chỉ là on off. Đó, vậy vậy thôi, vậy thôi. Và effect chỉ đơn giản là như vậy, không có chỉnh đuôi dài ở đâu, đuôi ngắn ở đâu vậy anh, đuôi dài ở đâu vậy anh, vang nhiều ở đâu vậy anh, vang ít ở đâu vậy anh, nguyên cái chuyện mà suy nghĩ cái chuyện đó không thì thời giờ đâu mà để các bạn có thể thể hiện được tất cả những cái gì mà các bạn muốn thể hiện trong âm nhạc, đúng không? Lúc đó mình phải để dồn hết tâm hồn mình vô âm nhạc ha. Đó, và các kênh các bạn thấy 3-4 nè, 5-6 nè. Đó, 3-4 và 5-6 đó là như vậy. Đó là cái như vậy. Các bạn thấy không? Đó là cách để chúng ta chỉnh cách nó là như vậy. Còn nếu mà các bạn nào mà khôn ngoan, không? Nghe hôm nãy cách tôi chỉnh effect và tôi hướng dẫn cho các bạn cái mức độ như thế nào. Và các bạn khôn ngoan, các bạn nghe như vậy thì các bạn sẽ biết cách để làm effect làm sao cho hay nhất. Đó là lý do mà tại sao tôi phải lên cái video này, cái livestream này. À, có gì tôi chỉ đó các bạn ơi. Đó, các bạn chỉ cần coi cái thực tế và như vậy. Quy tắc nó chỉ có như vậy thôi. Hãy cầm mic lên và hát. Ok chưa? Một đoạn cũng được. Nhưng mà phải nhớ rằng là hát lúc thử máy thôi. Còn tôi biết những ai coi livestream của tôi là toàn là dân âm thanh thôi, nên tôi mới can đảm và tôi mang tôi ra làm cái con và thí nghiệm luôn. Và Pro Effect về 3, 6 đường này giá là 4 triệu. Effect ở đây thì nó có 24 effect các bạn. Các bạn có rất là nhiều loại vợt nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái vợt. 9 cái vợt này thì tôi thấy mà cái vợt mà hay nhất, mà phù hợp nhất cho Việt Nam đó thì số 4 là số 6.
Số 7 là cái Castro á, thì tiếng nó hơi bị vọng quá. À, đây là cái Castro nè. Đây. Hey sao? Hey sao? Tiếng nó hơi bị oang oang. Mà cái này tôi lúc mà tôi đi ăn đám cưới, tôi thấy có nhiều bạn chỉnh tiếng vợt cũng bị y chang như vậy. Hey. Hey. 6 7. Nghĩa là bạn thấy cái đuôi vợt nó cách xa, nghĩa là cái pre-delay á, nó cách xa quá so với lại cái tiếng ca. Nên thành ra cái này nó sẽ tốt hơn nè. Cái số 6 này, hey, 6, 7. Đuôi vợt của nó xịt ngay tại chỗ luôn. Nó bớt hơn, nó đỡ hơn rất là nhiều. Đó, các bạn thấy không? 6, 7. Đó, rồi cái này nếu mà chẳng hạn như ca sĩ mà ca mà nhạc nhanh như chút xíu nè. Số 4 nè, warm hole nè. À, cái warm hole này nó làm cho tiếng ca nó dày hơn. À, và có những bạn mà thích trap thì các bạn lên cái plate nè các bạn. Hey, 2, 6, 7. Thì cái trap nó xịt. À, nhưng mà tôi không thích lắm cái tiếng cái kiểu giống vậy. 6, nghe nó không thích. Nên bởi vậy người ta vẫn làm cho chúng ta rồi. Đúng không các bạn? Người ta vẫn làm cho chúng ta rồi. 6, 7. Người ta vẫn làm cho chúng ta để có quyền lựa chọn. Nhưng lựa chọn là do chúng ta phải nghe và thấy cái nào ok. Tôi không nói cái sở thích của tôi sẽ đồng với các bạn, nhưng mà chính cái vật đó các bạn có quyền lựa chọn. Còn cái này là chorus số 10, số 11 là chorus, là các bạn đánh đàn guitar. À, và đây có override distortion đánh đàn guitar. À, wow wow luôn, flanger là đánh đàn guitar. Còn đó là cái vật là để cho ca sĩ. Còn nếu các bạn những cái band mà giống như sáng tôi livestream tôi đã nói với các bạn là những dàn âm thanh nhỏ để làm acoustic đó. Còn cái chương trình 14, 15, 16, 17, 18 này thì dành cho tất cả các quý ông về quý bà thích karaoke chẳng hạn như thế này. Ê 67. Làm ơn đừng nói với tôi rằng là echo này đuôi dài quá dở. Má ơi má, mấy má chưa có đi canh karaoke, mấy má cứ nói này nói kia. Tôi đi canh karaoke echo như thế này mà thiều người ta còn nói trời ơi sao ít echo quá vậy em. Chị hát thì phải echo rất là nhiều. Nên thành ra lúc đó là tôi phải đưa lên cái echo như thế này. Ví dụ như vậy. Hey 67. Dài dằng dặc như vậy đó thì người ta mới chịu á. À, đừng có tưởng ạ. À, đó. Nên các bạn đi setup dàn karaoke nó có một cái khốn khổ rất là riêng. Đó là nó là như vậy. Đó, ok chưa các bạn? Đó là dàn mixer dành cho karaoke và những show nhỏ là cực kỳ tuyệt vời. Và effect của nó là như vậy. Theo như tôi đánh giá cái vợt ở trong cái này hay hơn là cái Alesis microvợt đó các bạn. Alesis microvợt cái vợt không bằng cái này đâu. Thua xa đó. Không phải echo thì ok ngang ngửa thôi, chứ về cái vợt, cái concert hall là cái microvert là thua xa cái thằng Pro Effect này. Mà cái microvert là đã giá đó là 4 triệu rưỡi rồi đó. Nguyên cái mixer này chỉ có 4 triệu mà cái microvert không là 4 triệu rưỡi. Các bạn thấy không? Nên thành ra tôi cho các bạn cái một phép so sánh như vậy để các bạn thấy cái Pro Effect 6 V3 này quá rẻ so với giá trị. Ok chưa các bạn?